Này các bạn ơi, đây cá ba sa các bạn. Giờ mình kho me các bạn. Mình rửa sạch cho các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình pha nước trước, pha nước kho trước các bạn. Này nước mắm tôm các bạn ơi. Cho muối. Ngọt. Đường. Với nước màu mình cho miếng dầu đây các bạn. Rồi mình cho hành vô đây nha các bạn ơi, cho nó thơm. Để mình thử cái cá nha các bạn. Rồi. Cá thơm rồi các bạn, à, hành thơm rồi. Bây giờ bỏ cá vô. Mình thử mùi nha các bạn. Mình thử trong cái này các bạn, mình mới bỏ vô cái nồi ốp cái này các bạn, mình mới kho. Rồi, được rồi các bạn ơi. À, mình bỏ vào cái nồi này các bạn. Nồi mới ở đây mình nêm sẵn các bạn. Mình đốt mình để đây. Khoảng chừng 10 phút gì đó. 10 phút, 20 phút gì đó. Rồi mình hãy kho các bạn. Cho nó thấm ra các bạn.
Bỏ đây muốn tiêu các bạn ơi. Bỏ đây me. Mình coi với me các bạn. À, được rồi. Kho lạc me. Có me, có lạc lạc đó các bạn. Rồi, để cho thấm các bạn. Bánh gia lượng các bạn ơi. Nước cốt dừa. Mời các bạn nha. Cái này bánh lọt các bạn. Bây giờ mình ướp lâu rồi các bạn ơi, vì mình kho các bạn. Rồi, mình đổ nước vô các bạn. Đổ một chút nữa. Rồi, coi riêu riêu cho nó lúc cạn các bạn. Rồi, được rồi các bạn ơi. Cạn chút xíu nước ra được. Rồi, các bạn ơi. Tắt lửa.
cái bụng nó mở không các bạn.